Hôm nay Hà Nội đón một tin không vui khi mà số ca nhiễm trong cộng đồng tăng đột biến kể từ một tháng trở lại đây với 122 ca nhiễm. Tình hình dịch bệnh phức tạp dẫn tới các hoạt động của đời sống xã hội cũng phải thay đổi. Trong đó có việc ngày 8 tháng 11 tới thì học sinh ngoại thành khó có thể quay trở lại trường học như kế hoạch. Với thầy và trò ngoại thành, dù trường lớp đã sẵn sàng, cô trò đều háo hức nhưng vì dịch bệnh mà vẫn chưa thể gặp được nhau. Cũng là xếp hàng, nhưng không phải tại sân trường mà những đứa trẻ này đang đợi để đến lượt lấy mẫu xét nghiệm. Việc có chùm ca bệnh mới tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đã khiến cho cả xã bị phong tỏa. Điều này làm cho kế hoạch được trở lại trường học của những đứa trẻ này bị trễ hẹn. Cháu thích đi học, lại ở nhà học trực tuyến suốt, chán, như là đi đến lớp học có bạn chơi. Đến trường em cảm thấy học nơi sẽ hiểu bài hơn. Nằm gần với xã Tiến Thắng, nơi có ổ dịch hiện đã có hơn 100 ca dương tính, trường trung học cơ sở Tam Đồng cũng vắng lặng từ đợt dịch thứ tư. Những ngày này, bàn ghế đã được lau chùi sạch sẽ, thầy cô giáo cũng đã sẵn sàng, nhưng học sinh không thể tới trường dù biết việc này là thiệt thòi. Thầy cô giáo cũng đã và đang thích ứng với cái công đoạn tác dạy học trực tuyến, nhưng không gì bằng cái việc cô và trò tương tác trực tiếp ở trên lớp. Đối với các em học sinh thì các em đã khao khát đến trường lắm rồi. Các em nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè. Đến trường là quyền lợi của mọi đứa trẻ, nhưng với học sinh cấp 3 thì nó càng quan trọng hơn khi học sinh lớp 12 còn liên quan tới định hướng nghề nghiệp. Với gần 1.000 học sinh, cô và trò trường trung học phổ thông tự lập cũng háo hức chờ đợi ngày được đi học trở lại. Việc học online là tình thế bắt buộc do dịch bệnh, nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng đến chất lượng của cả dạy và học trong thời gian vừa qua. Thực sự là nếu không được đến trường thì chất lượng của học sinh thì vô cùng là đáng lo ngại. Mặc dù các thầy cô rất nhiệt tình cố gắng nhưng nó không thể hiệu quả bằng cho học sinh đến trường. Ổ dịch tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh bùng phát từ ngày 30 tháng 10, được đánh giá là phức tạp nhất trong 6 ổ dịch mới đây của thành phố Hà Nội. Trong số 18 xã và thị trấn, xã Tiến Thắng hiện đang bị xếp vào mức độ dịch ở cấp độ 3. Do vậy, học sinh tại đây chưa thể tới trường. Còn lại 17 xã đều đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh với những kịch bản ứng phó cụ thể. Thứ nhất là xây dựng các cái kế hoạch và xây dựng các cái kịch bản. Trường hợp có F0 thì chúng tôi đã sẽ xử lý các cái tình huống. Trường hợp có các em có biểu hiện ho sốt thì được thực hiện cách ly ngay và yêu cầu cán bộ y tế, bệnh viện rồi trung tâm y tế thực hiện xử lý các trường hợp theo đúng quy định. Hiện huyện Mê Linh đang dồn lực dập dịch, đồng thời khôi phục các hoạt động sản xuất. Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, địa phương này cùng với các huyện như Quốc Oai hay Thanh Oai, nơi phát sinh các ổ dịch mới, sẽ đi học sau các quận huyện khác. Thầy và trò nơi đây lại tiếp tục học online và chờ đến ngày được đi học trở lại. Sáng nay, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Qua buổi làm việc, Sở Công Thương Hà Nội đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp bắt kịp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, dù gặp nhiều khó khăn do các đợt dịch Covid-19 gây ra, qua đó duy trì sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Cùng với việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong quý 4, Hà Nội sẽ tập trung triển khai 43 sự kiện kích cầu tiêu dùng cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, đưa các sản phẩm hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, chương trình tháng khuyến mại tập trung. Thưa quý vị, dù hạ tầng vẫn đang ngổn ngang nhưng nhiều căn liền kề tại dự án Rùa Vàng City giai đoạn 3 tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang do công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai làm chủ đầu tư đã được chào bán rầm rộ. Điều đáng nói, theo thông tin từ Sở Xây dựng, dự án này đã đủ điều kiện chuyển nhượng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi mua đất tại đây, khách hàng chỉ được ký hợp đồng vay vốn thay vì hợp đồng mua bán. Theo giới thiệu của các môi giới, khách hàng muốn mua giai đoạn 3 của dự án Rùa Vàng City thì phải trả một khoản phí dịch vụ từ 150 đến 300 triệu đồng một lô liền kề, tùy vị trí. Giải thích vì sao mua dự án, khách chỉ được ký hợp đồng vay vốn thay vì hợp đồng mua bán. Môi giới tại đây cho biết, dự án hiện chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng. Đóng 100% vẫn là hợp đồng vay vốn ạ? Vâng, vẫn hợp đồng vay vốn hết ạ. Vì bên này thực ra là chưa xong hạ tầng ấy, nên là chủ tư cũng lách một chút, nó làm cái hợp đồng vay vốn để
cho khách hàng vào những cái đợt đầu tiên. Lấy vốn thì giá thì giá chủ tư còn tranh thấp thôi. Cọc thì mình cứ cọc 50 triệu một lô thôi chị. 50 triệu một lô à? Vâng, cọc xong là nếu mà lấy vốn thì giãn tiến độ ra để vào tiền. Đó là thông tin từ các môi giới. Nhưng theo danh sách mà Sở Xây dựng Bắc Giang cung cấp, dự án khu đô thị mới Tây Thị trấn Vôi, hay còn gọi là dự án Rùa Vàng City, do Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai làm chủ đầu tư, đã đủ điều kiện chuyển nhượng. Dù vậy, đại diện sở này cũng giải thích thêm. Thông tin là vậy, nhưng không phải toàn bộ dự án đều đủ điều kiện chuyển nhượng. Do đó, việc ký hợp đồng vay vốn là một hình thức lách luật. Bây giờ là đang là hợp đồng vay vốn, nhưng mà phải thanh toán 70%. Thì cái đấy của Tuấn Mai thì sau nếu mà đủ điều kiện chuyển nhượng rồi sao họ vẫn là ký hợp đồng vay vốn anh nhỉ? Tuy nhiên, theo danh sách các dự án nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mà sở này cung cấp cho phóng viên, thì hàng loạt dự án dù nằm trong danh sách các dự án đủ điều kiện chuyển nhượng, nhưng trên thực tế, một phần dự án đủ điều kiện, còn những phần chưa đủ điều kiện. Với thông tin như thế này, người dân khó có thể nắm được thông tin một cách chính xác trước khi quyết định mua tại các dự án trên địa bàn Bắc Giang. Thưa quý vị, sau 3 ngày dừng tiếp nhận do lo ngại sự cố quá tải nơi xử lý nước rác, cho đến ngày hôm nay, bãi rác lớn nhất của thủ đô là khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn tại huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận rác trở lại. Cũng cách đây khoảng 2 tuần, bãi rác lớn thứ hai là Xuân Sơn tại thị xã Sơn Tây cũng đã dừng tiếp nhận 10 ngày để xử lý sự cố về môi trường do lượng nước rỉ rác quá tải. Đến giờ này, cả hai bãi rác của thủ đô đều bị quá tải về năng lực dự trữ, nhưng Hà Nội không còn bất cứ bãi dự phòng nào ngoài trông chờ dự án điện rác Thiên Ý đã chậm tiến độ cả năm nay. Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi lần bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận. Công viên Cầu Giấy, hơn 20 xe rác chất cao quá đầu người. Ôi giời ơi, bẩn lắm, hôi lắm, nói chung là rất mất vệ sinh, với cả mỹ quan thành phố thì đổ rác rất là khó, vì bây giờ còn giờ thì có chú làm từ giờ đến đêm nữa cơ. Chỉ tính từ năm 2016 trở lại đây, bãi rác này đã phải dừng tiếp nhận khoảng 8 lần. Lý do của nhiều lần trước là người dân chặn đường xe chở rác. Còn lần này là sự chủ động của Công ty Môi trường Đô thị Urenco, đơn vị vận hành bãi. Tất cả đều xuất phát từ việc quá tải của bãi rác này. Thông thường, nơi này mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5.000 tấn rác, chiếm khoảng 3/4 lượng rác của toàn thành phố, bao gồm 12 quận huyện, và chỉ đến cuối năm nay là hết chỗ chứa. Với cái công suất là 500 chuyến rác đưa lên và 500 chuyến rác xuống, thì quả thật là đến bây giờ rằng là tại khu liên hợp này đã rất là nguy cấp, đã quá tải trầm trọng. Còn đây là các hồ lưu chứa nước rác tại bãi rác lớn thứ hai của Hà Nội là khu liên hợp xử lý chất thải rắn Xuân Sơn tại thị xã Sơn Tây. Vào tháng 10 vừa qua, nơi này đã phải dừng tiếp nhận rác trong 10 ngày do lượng nước mưa tồn đọng cũng như năng lượng hạn chế của các trạm xử lý nước rác. Thời điểm dừng tiếp nhận, nơi này tồn đọng khoảng 52.000 mét khối nước rác. Các hồ chứa đều vượt cao độ lưu chứa an toàn. Việc mà vận hành bãi và quản lý nước rác cũng phụ thuộc rất là nhiều vào thời tiết. Vì thế thì cũng đã tính toán được các cái sức chứa các hồ để mà lưu chứa nước rác, mà khi mà thời tiết bất thường và với cái lượng nước mưa nhiều thì cái lượng nước rác phát sinh có thể là vượt so với cái khả năng xử lý. Sự quá tải tại bãi rác còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân xung quanh đây và cũng làm đau đầu chính quyền địa phương. Trước phản ứng của người dân, lãnh đạo thị xã Sơn Tây đã có cuộc trò chuyện trao đổi trực tiếp để xoa dịu tình hình, đồng thời cũng đã có kiến nghị để các đơn vị liên quan đưa ra các giải pháp bền vững cho môi trường tại đây. Theo cái quyết luận mới nhất của Ủy ban thành phố vừa rồi thì đồng chí Phó Tịch thành phố đã kết luận là đến từ năm 2022 trở đi là đưa tất cả vào một cái đơn giá xử lý và sẽ giao cho các đơn vị mà vận hành trong đó sẽ xử lý đồng thời cả nước rỉ rác và rác, tránh cái việc xử lý riêng lẻ như những năm trước đây. Để xảy ra những cái mùa mưa bão này thì cũng rất là khó khăn cho công tác vận động tuyên truyền địa phương. Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh khoảng hơn 6.500 tấn rác sinh hoạt, được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp tại hai bãi Nam Sơn và bãi Xuân Sơn, còn lại
xử lý tại một số lò đốt rác nhỏ. Hiện hai bãi chôn lấp này đều trong tình trạng quá tải. Còn dự án điện rác Thiên Ý, dự án đốt rác duy nhất của thủ đô, đến nay vẫn chưa có câu trả lời về ngày vận hành.